Thưa ông, thông tin về thương vụ trị giá 32,5 triệu đô la Mỹ và bao huân bị đứt gánh giữa đường đang gây khá nhiều sự chú ý của cả giới đầu tư lẫn các doanh nghiệp. Ở đây thì tôi chỉ muốn đi vào chi tiết. Đó là nếu hợp đồng bằng hai ngôn ngữ mới chỉ bản tiếng Anh được ký, thì theo ông hợp đồng này có hiệu lực hay không ạ? Theo tôi, hợp đồng có hiệu lực bởi lý do thứ nhất, điều 117 của luật dân sự hoàn toàn không có căn cứ nào để hủy hợp đồng này. Điều thứ hai là trong thực tiễn, ký vào cái gì, ngôn ngữ nào thì ràng buộc bằng cái đó. Điều thứ ba, trong trường hợp giả sử hai bên thỏa thuận ký kết bằng song ngữ và có thỏa thuận trật tự ưu tiên tiếng Việt thay tiếng Anh, cái nào có ưu tiên hơn thì sẽ xác lập theo trật tự ưu tiên đó. Trong trường hợp này chỉ mới bằng tiếng Anh thì sẽ bản tiếng Anh sẽ có giá trị. Vâng, câu hỏi thứ hai tôi muốn đặt cho ông đó là có phải những điều khoản ràng buộc hợp đồng của Vinacapital quá ngặt nghèo và gây thiệt thòi cho đối tác khi mà nó quá chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của chính họ? Từ chuyện lãi suất cao, nếu mà không đạt được mục tiêu kinh doanh thì sẽ phải giao 51% cổ phần không ạ? Theo tôi, ngặt nghèo hay là có hời thì tại thời điểm đặt bút ký, cả hai bên đã tính toán kỹ và từ bên ngoài thì chúng ta rất khó đánh giá. Nhưng thông thường, một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh ấy, là càng rủi ro cao thì lợi nhuận của nhà đầu tư cần phải cao tương xứng để bù đắp. Còn trong trường hợp người ta đặt ra điều kiện là 51% phải chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp kết quả kinh doanh không đạt được thì nên hiểu cái việc này nó giống như là một biện pháp bảo đảm. Giống như trong trường hợp chúng ta thế chấp một ngôi nhà để vay tiền của ngân hàng và chúng ta không trả được lãi suất thì ngân hàng có quyền tiết nhà của mình. Vậy thì đây chẳng qua là luật pháp rất thông thường trong thông lệ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vâng, vậy thì theo ông từ sự việc cụ thể lần này thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta nên trang bị và ứng xử như thế nào để không sợ các cuộc M&A và không sợ bị mất quyền kiểm soát doanh nghiệp ạ? Theo tôi, các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực của mình thì có kiến thức rất chuyên sâu, nhưng mà kiến thức pháp lý thì không phải ai cũng biết, và vì vậy cần phải tham vấn một cách cẩn thận trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất về mặt tài chính, có lãi hay không. Phương diện thứ hai là phương diện quản trị công ty để làm sao mình vẫn kiểm soát được công ty theo mong muốn của mình. Và sau ba phương diện đó thì phải tham vấn hợp đồng để từng ngôn từ, từng dấu chấm, dấu phẩy của hợp đồng đạt được hai mục tiêu ban đầu của mình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông với những ý kiến vừa rồi.